Mua đất thời điểm này là rất khó bán ngay và rất khó để lãi luôn được. Cho nên là anh em phải cân nhắc việc mình mua đất. Tất nhiên rằng là video này mình chia sẻ với những anh em có tiền thôi. Còn những anh em không có tiền thì đương nhiên là bài đất rồi, không thích đất rồi. Đấy là điều chắc chắn. Thế còn thời điểm bây giờ 2024, thậm chí là đầu 2025 là những thời điểm mà anh em có thể mua tốt, mua được cái giá rẻ và vị trí đẹp. Mua càng sớm thì được ở vị trí càng đẹp. Và chúng ta nếu có tiền thì anh em là cơ hội để anh em giành được cái cơ hội ngon, mua được những mảnh đất đẹp mà có khả năng tăng trưởng tốt, mua phải những cái tài sản mà họ ngộp nợ, họ bán đi với cái giá rẻ anh em. Chứ còn nói thật với anh em rằng là bây giờ mua là không 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 thể bán ngay và lãi luôn như anh em mong muốn được, như ngày xưa được, như thị trường nó sốt nóng được. Nhưng mà cũng có một cách mà anh em có thể là mua và lãi luôn được, nhưng mà nó tóm lại là nó không được nhiều mà trong cái thời buổi mà nó ảm đạm như thế này. Mình được một người anh chia sẻ rằng là nếu mình mua rẻ, lúc này mình mua rẻ và mình bán rẻ, có nghĩa là vẫn có vấn đề quan trọng nhất là mình phải có cái tệp khách hàng để mình bán. Ví dụ như là mình bây giờ rất nhiều người đang ngộp nợ, họ ép giá cái người ngộp nợ đấy mua được rẻ. Sau đó họ bán với cái giá rẻ thôi, mua được rẻ bán với cái giá rẻ và họ lãi. Đấy là những người có tiền thì mới mua được lúc này và bán rẻ được đấy. Chứ không phải là không, thực lòng là không phải là không kiếm được, vẫn có người vẫn kiếm được bằng cái cách của người ta vẫn làm được trong bất động sản, và bằng cái cách mà người ta mua mua nhà giá rẻ và cái đã sửa bán cho những người mà có nhu cầu thực tế. Bây giờ thời điểm này là mua sửa bán vẫn có thể vẫn kiếm được, bởi vì mua được nhà giá rẻ và sửa lại và bán giá rẻ như vậy. Thế còn với mình đã chia sẻ với anh em là nhiều video là có thể khu vực này nó lên giá, có thể khu vực này nó đứng yên, nhưng mà khu vực khác nó lên giá tùy theo thời điểm. Ví dụ như Vân Đồn năm nay 2023 có thể nó xuống giá, nó đi ngang, nhưng biết đâu năm 24 25 nó lên giá thì điều này cũng chưa thể biết được. Nhưng theo dự đoán của mình thì phải Vân Đồn thì phải 3 4 4 5 năm nữa thì nó mới mới lên giá được. Đấy, anh em nào có thích đầu tư thì vào Vân Đồn khoảng 4 5 năm nữa, hay là bây giờ vào thì mua được giá rẻ và vị trí quan trọng nhất là phải mua được vị trí đẹp, nhưng mà tiền phải trả tiền thật. Và thực tế mà nói là gửi ngân hàng bây giờ lãi suất cũng chả được bao nhiêu anh em ạ, 0,5% một năm, có nghĩa là 1 tỷ anh em được 50 1 tỷ thì anh em được lãi khoảng 50 triệu một năm, đúng rồi, 1 tỷ là được 50 triệu một năm là quá ít đúng không ạ. Thế thì mình mua mảnh đất biết đâu lại trúng mảnh đất 1 tỷ, hay là mua mảnh đất 3 tỷ một năm mà lãi được mua mảnh đất 1 tỷ thì sau 3 năm bạn mất 150 triệu tiền lãi, nhưng biết đâu sau 3 năm nó nhân đôi thì mình ngon đấy, chả cái gì bằng đất cả. Mua đất thì sổ đỏ trao tay rồi, vận may sẽ đến, cho nên là anh em vẫn cứ nên quyết định vào đất. Những người không có tiền mà bài đất thì mình không nói, nhưng anh em có tiền bây giờ là rõ ràng là tiền mặt là vua lúc này. Đấy thì mấy phút ngắn ngủi mình xin chia sẻ như vậy thôi. Anh em nào có tiền thì chắc chắn là mình cũng không phải dạy ai tiêu tiền đâu, người ta cũng thừa biết, nhưng mà cũng chia sẻ ở đây để chúng ta biết đâu chúng ta để ý lên một chút thì chúng ta lại kiếm được tiền. Chứ nhiều người bây giờ là gửi ngân hàng lãi suất cũng chẳng được bao nhiêu cả mà nó không có khả năng nhân đôi nhân ba tài sản cho anh em. Anh em có thể mua mảnh đất ví dụ 1 tỷ mà 5 năm sau hay 7 năm sau đi, 5 năm sau nó nhân đôi thôi là cũng là ngon hơn là gửi ngân hàng rất là nhiều rồi. Nếu gửi ngân hàng 5 năm sau thì anh em chỉ được mấy trăm triệu thôi, nhưng mà chỉ cần gấp đôi thôi là anh em đã hơn ngân hàng rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.